ông bà la, ông bà la, ông bà la, ông bà la. Hay! Giọng hồn kia đã nhập vô người nữ này. Mau mau ra khỏi đây, ta sẽ đốt xe mã để người quy hồi. Hay! Trời, có thể không vậy? Sao cái dòng này về chửi bới ông Từ Tâm dữ vậy? Thì ghê quá. Người chết quan mà nhập hồn về là linh lắm đó bà. Đúng không? Trời, linh quá. Tôi mới thấy. Cái giọng nó còn trong đó đó chị. Tên kia, ngươi chính là kẻ lòng lang dạ thú. Ta không ngờ đến giờ phút này mà ngươi vẫn còn đội lốt là hiền nhân quân tử. Chính là ngươi, Minh Đạt. Trời ơi, thì ra là vậy. Không ngờ ông này ghê quá. Mình nói gì vậy? Buông tên đó. Mình làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Có chuyện gì đang xảy ra với vợ tôi? Ta không phải là vợ của ngươi. Mình đồ đê tiện. Ông à, xin ông hãy bình tĩnh lại đi. Xin hỏi, vong hồn của ai mà nhập vô xác nữ này? Ngươi không nhận ra giọng nói của ta sao? Còn ta, dù cho có chết đi bao nhiêu kiếp cũng không thể nào quên được ngươi đâu. Ta chính là kẻ đang bị ngươi vu oan gia quả và đẩy ta tới bờ vực quyên sinh. Ngươi không nhớ sao? Ngươi không nhớ ta sao? Ta là công đây. Ngươi nhớ ra ta chưa?